Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha. Thì như anh chị đã thấy thì cái vấn đề là thị trường phiên giao dịch hôm nay thanh khoản thì giảm sút khá là đột biến. Thì cái giảm sút này cũng hết sức bình thường thôi anh chị. Thì như anh chị thấy là cái giảm sút này thì nó phụ thuộc vào cái vấn đề là cuộc họp của Fed tối hôm nay là tầm đâu đó là tầm cỡ 2 giờ 1 giờ sáng nay nha anh chị, thì nó sẽ có cái công bố ra. Thì trong giai đoạn này thì có một số cái bài báo nó ra rồi thì nó kêu là cái chính xác thì có khả năng, đây là dự đoán thôi, nhưng mà một số cái bài báo này nó nói là khá là chính xác là khả năng là Fed người ta sẽ tăng đâu đó là 0.75. Thì cái vấn đề thị trường mà giai đoạn này nó cũng đang chờ lại cái xác nhận của cái thông tin này của tối hôm nay để coi cái bài phát biểu này nó như thế nào nha anh chị. Tại vì ông Powell ông phải lên ông phát biểu, thì khi mà mình phát biểu xong thì mình phải phân tích cái bài phát biểu của ông nữa thì mình mới đưa ra cái dự đoán tiếp theo nha anh chị. Thì ngay cả cái thị trường tài chính của toàn thế giới, ngay cả cái thị trường tiền điện tử thì anh chị thấy là phiên giao dịch hôm nay thì ai cũng đang nín thở để mà chờ cái vấn đề đó là cái cuộc họp của ngày mai. Thì anh chị nhìn ở đây anh chị thấy đó là cái chỉ số của chỉ số Dow Jones Future thì ở đây nó vẫn có một cái xu hướng đó là cái phân kỳ nha anh chị, nó vẫn còn tạo ra một cái điểm giá phân kỳ ở trong giai đoạn này. Thì mình chờ đợi cái phiên tối hôm nay thôi, nếu nó phân kỳ ổn định và nó tiếp tục xác định được xu hướng thông tin ra thì có thể nó phục hồi lại, nó quay lại khu vực đâu đó là 31.000 500 đến 32.000 thì nó cũng sẽ là cái động lực cho thị trường trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Chờ cái xác nhận của tối hôm nay thì như thế nào nha anh chị, thì lúc đó thị trường nó sẽ biến động rất là mạnh về cái tối hôm nay á. Tại vì cái vấn đề mà Fed nó tăng lãi suất ngay cả cái phiên giao dịch sắp vừa rồi anh chị, những cái đợt mà đầu tiên mà Fed nó tăng lãi suất thì tới giai đoạn này mình thấy là đây là một trong những cái mà nó tác động trực tiếp và nó tác động mạnh nhất về cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Chỉ số mà đo đạc về cái hành vi tâm lý của nhà đầu tư họ đang đạt tới cái sự sợ hãi, lo lắng tột cùng nha anh chị ở cái thị trường của Mỹ. Thì về cái chỉ số VN-Index của mình sẽ đi qua mình cập nhật cho anh chị nhà đầu tư về chỉ số VN-Index. Thì VN-Index phiên giao dịch hôm nay có một cái pha hồi phục nhẹ lại, thì ở phía trên hiện tại thì chỉ số của mình nó vẫn đang gặp mũi kháng cự nha anh chị, ngay tại cái vùng giá luôn. Để mà nó bứt phá nó đi lên trong giai đoạn này mà để lên mạnh anh chị thì mình nghĩ là nó còn chưa có bứt phá lên mạnh được đâu, phải chờ cái thông tin gây ra. Thì hôm nay giao dịch thì anh chị thấy là người mua và người bán thì anh chị thấy là nó cũng đang tương đối không, tương đối, thì một số cái mã cổ phiếu nó vẫn giữ được cái sắc xanh, đặc biệt là những cái nhóm ngành nào mình nói anh chị nhà đầu tư rồi hôm trước mà khi thị trường giảm điểm mạnh đó, những cái mã đó nó khự lại nó không giảm á, thì tới những phiên mà thị trường nó bình ổn trở lại những cái mã cổ phiếu đó nó phóng rất là nhanh và rất mạnh nha anh chị. Mình phải lựa chọn những cái mã cổ phiếu đó thôi, còn anh chị mà cứ đi mua những cái mã cổ phiếu yếu thì mình phải chấp nhận ở trong giai đoạn này. Thì về cái quan điểm chiều hôm nay thì anh chị thấy là những cái mã cổ phiếu như chứng khoán thì HCM nó có một cái bật lại khá là tốt cho cái phiên giao dịch hôm nay. Thì ở đây HCM nó vẫn chưa chiết khấu đủ, thành ra là mình chưa có tín hiệu tham gia vào nha anh chị. Nhưng mà MBS thì anh chị thấy hôm qua là con MBB, thì ngân hàng MB người ta cũng xác nhận người ta chuẩn bị là gom thêm 40 mấy triệu cổ phiếu của cái mạng phiếu này, thanh khoản cổ phiếu này cũng tương đối đẹp, hỗ trợ phía dưới, thì đây là một trong những cái điểm giá mà thầy chú ý được nha anh chị. Thị trường ổn định trở lại thì mình nghĩ là MBS nó sẽ phóng. Về VN30, VN30 thì nó tương tự thôi, VN30 thì nó cũng đang trong một xu hướng giảm điểm nha anh chị, đang trong một xu hướng giảm điểm. Thì trong giai đoạn này thì mình phải chờ cái vấn đề của phá cái trend giá này để mà nó vượt lên 1260, nó vượt lên được 1260 bắt đầu nó sẽ hình thành lên một cái xu hướng mới nha anh chị. Ở đây vẫn là xu hướng điều chỉnh, chờ cái thông tin tối hôm nay ra như thế nào đã. Về chỉ số VN30 để mà tăng mạnh thì mình nghĩ là nó cũng chưa đâu anh chị, nó chưa tăng mạnh được đâu. Đi qua về những cái nhóm ngành, những nhóm ngành như là bất động sản thì anh chị thấy là bất động sản nó cũng đang rà lại cái đáy cũ phía dưới đó anh chị, quay lại tạo thành hai đáy. Thì nếu như giai đoạn này mà nó muốn lên được thì nó phải xác nhận xu hướng này nha anh chị, nó rách lên khỏi cái xu hướng này thì nó mới đi lên được. Đây là một trong những cái mà cần thiết ở trong giai đoạn này, rách khỏi xu hướng thì nó mới đi lên tiếp được, thì mình chờ coi xu hướng này nó thoát ra khỏi xu hướng nha anh chị. Nhóm cảng biển cao su mình chỉ đi qua những nhóm chính thôi, về cái nhóm cổ phiếu mà chứng khoán nó tương tự nha anh chị. Ở đây thì anh chị thấy nó là một trend giảm đúng không, một trend giảm điểm như thế này, thì khi nào nó thoát ra khỏi trên giá này này, nó bùng lên cái nó thoát ra khỏi cái xu hướng giảm này thì bắt đầu nó mới lên một xu hướng mới nha anh chị, nó mới lên một sóng mới được. Công nghệ cũng tương tự, giá dầu thì nó đang có xu hướng hồi phục lại đúng không, dầu thì đang có xu hướng hồi phục. Chiều hôm nay là khi mà kết phiên giao dịch đó, gần kết phiên giao dịch thì những cái mã cổ phiếu dầu khí nó bật lại khá tốt, thì anh chị nhìn lên cái đồ thị dầu khí anh chị thấy là nó chạm hỗ trợ và nó bật lên lại. Thì nhóm dầu khí phiên giao dịch hôm nay thì về cuối phiên như BSR hoặc là Oil, BVD
BBS nó hồi phục lại khá là tốt. Tiếp theo về nhóm dịch vụ thì mình thấy nó đang tích lũy nền giá tương đối là ok thôi. Về Dow Jones Future thì nó đang có một cái phân kỳ, anh chị phải đợi nó xác nhận cái tín hiệu đó nữa là ok. Ở đây nó vẫn có một phân kỳ nha anh chị. Nói chung là nó ảnh hưởng từ cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư thôi, chủ đạo là như vậy, đúng không? Hàng không, bất sản tương tự nhau hết, gì tương tự nhau hết, ngân hàng cũng vậy, nhựa, phân bón cũng vậy. Thép, thép cũng tương tự thôi. Thép hôm nay thì có n con NKG là nó tương đối mạnh, không NKG nó chạm hỗ trợ nó cũng tương đối nó mạnh, chạm hỗ trợ bật lại thì nó cũng tương đối nó mạnh của phiên giao dịch hôm nay thôi. Anh chị mà đánh thép thì tập trung chú ý vào NKG nha anh chị. Thì ở đây có một số các bạn cổ phiếu như anh chị thấy là con DXG, không DXG thì chạm hỗ trợ phiên hôm nay hồi lên nhưng mà đang gặp một kháng cự đây. Nếu mà DXG nó tích lũy thêm anh chị, tích lũy thêm một vài phiên nữa thì mình thấy là nó sẽ ổn hơn, giữ được cái nền giá nha anh chị. 24 hôm nay khối ngoại người ta bán hơi nhiều. C2, C2 cũng tương tự khá là đẹp. MBS tương tự, ok. VCI hồi cũng khá tốt nè, chú ý những mã phiếu này nha anh chị. VCI mình chỉ uống cà phê nha anh chị, buồn ngủ anh chị, ngồi trong máy cả bạn buổi chiều chiều nay. VCI hôm nay thì có vào TAR gạo, thì TAR thì anh chị thấy nó đang tích lũy một cái nền giá đây tương tự đẹp nha anh chị. Sáng nay thì mình đã có tham gia rồi, có tín hiệu cho anh chị nhà đầu tư tham gia vào đối TAR rồi. Anh chị nào mua được những cái vùng giá thấp thì tương đối là ok đó. Đối với TAR tối hôm qua mình đã nói với anh chị nhà đầu tư rồi đúng không? Cập nhật cho anh chị nhà đầu tư rồi. Đó là những cái mã cổ phiếu mình thấy là tiềm năng trong giai đoạn này, những cái mã cổ phiếu mà điều chỉnh. Thì mình tặng cho anh chị một câu là cái thị trường tài chính anh chị nó luôn luôn sinh ra trong cái giai đoạn sợ hãi. Thì cái mà mình chia sẻ với anh chị nhiều nhất đó là câu chuyện là cổ phiếu nó lúc nào nó cũng sẽ được sinh ra, ông siêu cổ lúc nào nó cũng được sinh ra trong cái giai đoạn mà tất cả mọi người đều sợ hãi anh chị, tất cả mọi người đều sợ hãi và nó lớn dần lên, không lớn dần lên theo sự nghi ngờ và nó kết thúc bởi cái sự thỏa mãn, nó kết thúc bởi sự thỏa mãn. Thì đó là cái vấn đề và đặc biệt là cổ phiếu nó hình thành như vậy. Thì khi mà tất cả mọi thứ không nó đều còn ở trong tối anh chị thì đó là cái cơ hội, không còn khi nó đã sáng ra rồi bắt đầu nó bực dậy nó chạy thì lúc đó nó là cái nó không còn là cơ hội nữa mà nó mang cái tính chất rủi ro cao hơn. Thì trong giai đoạn này thì mình chỉ có điểm tin thị trường như vậy thôi anh chị, còn chờ chủ yếu là chờ tối hôm nay, không chờ cái tối hôm nay để coi thử cái thị trường Dow Jones nó phản ứng như thế nào, đặc biệt là cái công bố của Fed trong giai đoạn sắp tới nó như thế nào. Tại vì cái vấn đề này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư, không có một nhà đầu tư nào đứng ngoài cái câu chuyện này hết, họ đều lo lắng, ngay cả những nhà đầu tư dài hạn người ta cũng đang trông chờ vào cái tin này anh chị. Tại vì dài hạn anh chị biết nó phụ thuộc vào cái vấn đề này khá lớn, khá lớn, tại vì nó liên quan tới cái dòng chảy tiền của trên thị trường, nó liên quan tới dòng chảy tiền ở trong cái thị trường tài chính. Thì mình chờ phiên tối hôm nay nếu nó xác nhận được tín hiệu hồi phục trở lại thị trường của mình, nó cũng sẽ hồi phục trở lại. Mình thấy là một số mã cổ phiếu nó đã cho những cái điểm giá khá đẹp rồi. Thì nếu như phiên mai mà nó phục hồi trở lại, thông tin ra mọi thứ tích cực trở lên thì đó là một trong những cái cơ hội nha anh chị, trong giai đoạn sắp tới mình cùng chờ thôi. Còn cái vấn đề mà khi mà thị trường nó ra mà nó chạm điểm sốc thì mình nghĩ là ở đây thì nó đã chiết khấu khá tốt rồi, có thể nó sập xuống một đoạn nữa thì đâu đó nó cũng phục hồi nó đi lên thôi, tại vì nó đã chiết khấu trước cái thông tin rồi nha anh chị, nó cũng đã chiết khấu trước cái thông tin rồi. Giống như giai đoạn này đi, nó điều chỉnh xuống dưới đây thì nó cũng đã chiết khấu xong rồi, thì khi ra tin thì có thể nó hồi phục đi lên lại. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy, ngay cả thị trường chứng khoán Việt Nam vậy. Anh chị hiểu là khi nó chưa chỉnh thì mình có lo lắng, nhưng mà khi nó đã chỉnh sâu rồi thì khả năng khi mà tin xấu ra thì nó đã phản ứng đi trước thông tin rồi anh chị, thì có thể là nó sẽ sập nhưng mà cái độ sập của nó sẽ không còn cao giống như giai đoạn mà nó chưa đi xuống nữa. Đó là một trong những cái vấn đề mình cần phải chú ý thôi. Chúc anh chị thành công và gặt hái thật nhiều may mắn trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Hẹn anh chị vào tối hôm nay nha. Ok, xin chào.